em xin được kính chào quý anh chị, em là Đức Thành Ô Tô, chuyên mua bán trao đổi các dòng xe đã qua sử dụng. Địa chỉ em ở Việt Nhật Auto, 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Phố Trần Thái Tông là con phố trong trên quận Cầu Giấy, đang có rất là nhiều các salon cửa hàng xe đã qua sử dụng. Anh chị có quan tâm xe hoặc là tìm xe đã qua sử dụng thì mình có thể đến phố này để tìm xe. Không mua cửa hàng em thì có thể tham quan và mua xe của các anh em bên cạnh. Tất cả các xe cửa hàng em bán ra thì đều có cam kết chất lượng xe trên văn bản. Xe không đâm đụng và sắt xi không gầm, xe không ngập nước, không tranh chấp và không phạt nguội. Ngoài ra thì anh chị có được mang xe đi kiểm tra hãng nữa, nên là anh chị không ngại về chất lượng đâu ạ. Em mới lập kênh, anh chị cho em xin lượt đăng ký để được cập nhật video mới nhất của em ạ. Em xin cảm ơn. Em xin giới thiệu tới quý anh chị một chiếc xe khá là hay. Đối với em chiếc này khá là hay. Chiếc Mercedes-Benz C200, sản xuất năm 2018. Tên cá nhân, gốc thành phố, gốc Sài Gòn anh chị ạ. Chiếc này gốc Sài Gòn thì khi anh chị ở Hà Nội, mình sang tên Hà Nội, mình sẽ không mất 20 triệu tiền lệ phí cấp biển. Anh chị chỉ mất tiền thuế thôi, không mất 20 triệu tiền biển. Nó là một cái lợi thế đấy ạ. Cuối 2018 sẽ ra một cái form mới. Thì đây là cái đời chót rồi. Thực ra nó không khác biệt quá nhiều đâu ạ. Nó sẽ khác biệt một chút ở hệ thống đèn, mâm và cái thiết kế vô lăng thôi. Còn về tổng thể nó vẫn tương đồng với nhau. Em thấy cái form này vẫn còn khá là đẹp. Đặc biệt chiếc xe 200 này được độ rất là nhiều đồ có giá trị rồi anh chị nhá. Anh chủ trước họ cũng chơi xe đấy ạ. Họ cũng biết về xe giữ gìn. Chiếc này khá là hay và đặc biệt là mới. Rất là mới anh chị nhá. Siêu lướt thôi. Chiếc xe chạy 1,8 vạn km, khoảng độ 1,2 1,3 vạn mai thôi. Rất là ít cho một chiếc xe chạy 3 năm. Rất là ít. Nội thất thì em sẽ vào cái ghế da với lại vô lăng cần số, nó các cái phím bấm rất là mới, rất là mới. Xe này thì đã được độ cái mặt ca lăng sau rơi rồi anh chị nhá. Mặt ca lăng của C300 này rất là đẹp. Rất là đẹp. Anh chủ có độ thêm một vài thứ nữa thì em sẽ chỉ cho anh chị. Đây là chiều ngang của xe này. C-Class. Một chiếc xe cũng nhỏ gọn thôi, đi trong thành phố ok, tiết kiệm, nhẹ nhàng, vẫn sang trọng đúng không ạ? Và đặc biệt là Mercedes giá rất là hợp lý, tốt nhất phân khúc luôn. Phân khúc của nó thì còn chiếc BMW và chiếc Lexus ES nữa, nhưng mà thời điểm này xem mới, chiếc BMW và Lexus ES cực kỳ cao, giá lanh quanh 2,4 tỷ, trong khi bản phun kịch đấy ạ, trong khi xe C300 thì đỡ hơn được rất là nhiều tiền. C200 cốp chỉ là cốp cơ thôi, tại vì nó là một phiên bản chưa phải là cao nhất. Cốp em thấy cũng khá là rộng đấy, anh chị để đồ, để một vài cái vali cũng rất là vô tư. C200 thì có hai màu nội thất là màu đen và màu kem, thì màu kem có giá trị hơn hẳn anh chị nhá. Giá trị ở đây là kẻ giá tiền nữa, nó có giá hơn hẳn luôn. Và đương nhiên rồi, màu kem rất là đẹp sang. Tuy nhiên thì nó dễ lộ, dễ bị bám bẩn. Nhà anh chị có trẻ con nhỏ thì mình sẽ phải thường xuyên vệ sinh xe hơn. Đấy. Cái ghế da của nó thì em thấy còn rất là mới đấy. Rất là mới. Không biết anh chị có nhận ra không? Xe được trang bị C200 đời 2017 thì bắt đầu được nâng cấp lên hộp số 9 cấp rồi. Và đến đời 2018 thì được nâng cấp thêm một cái nữa rất là hay là hệ thống loa bơm Boommaster. Đấy, thương hiệu loa rất là hay của Mac đúng không ạ? Đây là loa nguyên bản anh chị nhá. Nếu mà những chiếc nào 2017 ấy mà nó cũng có loa Boommaster như này này, và nó chỉ có một cái loa thôi, thì đó là những chiếc loa độ. Còn đây là hai loa. Và đặc biệt đây là loa zin anh chị nhá. Loa zin từ nhà máy luôn. Nhưng mà cái này là độ này. Chiếc xe này được trang bị độ thêm đèn ambient light, đèn nội thất rồi. Thay đổi màu tự động. Rất là hay. Cái này là một option rất là giá trị đấy ạ. Anh chị đi buổi tối mới thấy giá trị của cái đèn này. Chiếc xe này còn được độ thêm một chi tiết nữa là chìa khóa. Anh chị được độ thêm cái phôi chìa khóa của Mercedes 300 mới và Mercedes S. Nói chung đây là phôi chìa khóa mới nhất của Mercedes bây giờ anh chị nhé. Rất là giá trị. Đây anh chị có thấy vô lăng này. Vô lăng này, các cái phím ấn này, lẫy kéo cửa này. Cực kỳ mới luôn. Rất là mới. Xe chạy hơn 1 vạn km mà. Quá là mới luôn.
Em thấy mới hơn hẳn so với những chiếc xe cùng đời đấy. Để mà so option thì đương nhiên những chiếc C250 và C250 Exclusive hoặc là C300 AMG đương nhiên sẽ nhiều option hơn đúng không ạ? Và bên cạnh đó cái giá của nó hơi bị khoai một chút. Thì chiếc C200 như thế này vẫn cơ bản đủ những option cần thiết, gạt mưa tự động, đèn tự động, hay là điều khiển ghế điện này, loa Bluemaster, rồi thì đèn full LED. Đấy, cơ bản đầy đủ cả rồi. Mà cái giá của những chiếc mẹc như thế này nó đang rất là tốt, thực sự rất là tốt. Anh chị có thể nhìn thấy này, cái ghế da này. Em chỉ mới vừa mới về thôi, chỉ gọi là vệ sinh qua, lau qua nước lã thôi ấy, chưa phải làm gì cả, mà nó cũng đã mới được như này rồi. Đương nhiên em vẫn phải vệ sinh lại tổng thể cho nó sạch sẽ, tại vì nó vẫn là một chiếc mẹc, không thể nào xòe xòa được. Rất là mới anh chị nhá. Những anh chị mà mình cân đối tài chính một chút, mình muốn mua xe lướt để tiết kiệm một khoản chi phí để làm những việc khác, thì có thể cân nhắc những chiếc xe như của em. C200 vẫn đủ sang trọng, nhẹ nhàng, nhỏ gọn đi trong thành phố, vẫn sang trọng. Đặc biệt chiếc xe này khá là mới, và mình được lợi thêm một số đồ anh chị nhá. Mình có thêm đèn nội thất này, mặt tản nhiệt sau rơi này, hay là chìa phôi chìa khóa, rất là hay. Mấy chục triệu đây anh chị ạ. Rồi, em có chiếc Mercedes C200 sản xuất năm 2018, tên cá nhân, gốc thành phố. Em xin nhắc lại đến chiếc này, anh chị sang tên Hà Nội thì mình không mất 20 triệu tiền lệ phí cấp biển đâu. Đấy cũng là một lợi thế. Chiếc xe này em đang chào bán mức giá là 1 tỷ 189 triệu. Giá cả em còn linh hoạt được một chút nữa, nên là anh chị quan tâm xe có thể đến trực tiếp cửa hàng em, hoặc liên hệ số hotline trên màn hình 093-633-9363. Em sẽ hỗ trợ anh chị ạ. Rồi, em xin cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi video của em.